là nghĩa trang của bên Mỹ ngay chỗ thành phố Stalinger. Đó. Nghĩa trang rất là đẹp, không có ai xây cao hết. Đúng không? Nghĩa trang ở đây là bằng phẳng dưới đất. Ở Việt Nam á, nghĩa trang á là nó rất cao lên nha. Ừ. Cao cả mét á. Người này không thấy người kia đâu hết. Ở đây họ làm giống như một cái công viên. Ừ, nhìn cái công viên rất là thanh bình. Mà nhìn á, khi mà mình đến đây nó gần gũi lắm nha. Ừ. Phải không? Nó gần gũi lắm. Nghĩa trang này gọi là nghĩa trang gì nghĩa chỗ này. Người ta có thể ra đây là camping được luôn. Đó, nghĩa trang ở ngay chỗ gần chỗ thành ở Michigan mà chỗ Sterling, cái thành phố cái city Sterling. Nghĩa trang thấy không? Nghĩa trang rất là bằng phẳng, đến mỗi cái người thân mình nằm thì chỉ có cái tấm bia thôi. Đó, không cao không thấp. Khi mà mùa hạ là cây cối nó mọc rất là xanh đẹp. Cái này là đang mùa xuân nên là cây cỏ tạm thời chưa có mọc. Đó. Chỉ 1-2 tháng nữa vào mùa hạ là khoảng cứ hơn tháng 4 là cây cối mọc xanh thật xanh đẹp cực kỳ như một bức tranh ở trên thiên đường vậy. Đây là thiên đàng, mình có thể gọi là thiên đàng dành cho những người đã khuất. Đây là được nơi mà được tôn kính rất là trọng, có thể gọi các ngài là thánh. Ở chỗ kia là chỗ nhà tang lễ hả? Trong đó là nghĩa biết là cái nhà đó là mình biết là có lò thiêu trong đó. Có lò thiêu trong đó và có nghĩa biết mà mấy người mà mất mà họ không có muốn chôn xuống đất á. Ờ. Thì họ chôn đứng trên cái tượng bên trên. À vậy hả? Ở trong đó. Chôn đứng. Nhớ trong phim mình thấy coi không? Đó là vậy đó. Là chôn đứng là cái hòm đứng. Hòm nằm ở trên tường. Họ xây những cái hộp á. À vậy hả? Ừ. Hay vậy. Ừ. Đó là trong đó. À. Hay à. Cái này giờ mình nghe nói nè. Là họ không muốn chôn ở dưới đất là đứng. À. Mà vẫn còn thi thể còn hòm luôn. Hòm. Ồ hay vậy ta. Tại bên đây họ khi mà người mất đó là họ làm những cái di chúc lại. Không phải những cái ký ước nguyện hả? Ở trong nhà quàng họ làm những cái kỹ thuật nữa. Ướp làm sao nó không có bị ấy. À. Không có bị bốc mùi. À. Giống như ướp xác vậy. Có những cái trình độ đó, kiến thức. Ở đây hay lắm. Hay ha. Ờ ông mình mới nghe nói. Ở đây có ngang không? À, không. Sáng quê thật. Ok, không. À, đẹp thật. Mình tới viếng mùa đông rồi là... Ngang không cháy nổi. Ý nghĩa lắm rồi. Ngang không cháy nổi. Đi thăm nơi nằm xuống của bác người bác là người bố của người bạn thân mình là Nhân. Ngày xưa bác mấy lần về Việt Nam bác cũng hay uống cà phê với mình lắm. Thì
Hôm nay là ngày 23 tháng 2. Thì sau gần 3 năm bắt mất á, thì trở lại bên Mỹ này và đi thăm bác. Thời tiết giờ rất là lạnh, tầm 6-7 độ. Nên cần phải mặc áo, mấy lớp áo jacket. Bây giờ tôi tìm một like, ông tìm like, tôi nhớ mà, nhớ tên mà. Ở dưới chân mình là đá đông, khi mà mình dẫm á, nó kêu rộp cộp, rộp cộp, cộp. Đây là những cái mộ phần á, nhưng mà nước đây những cái mộ phần tên á, nhưng mà nước đậm. Thấy không? Không 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 có đánh dấu hả? Đá lấp giống như vậy gì đúng không? Không sao đâu. Đọc kinh được rồi. Ở Việt Nam tới thăm ba nhưng mà chắc thời tiết nó vì thời tiết nên không có. Đã linh hồn gì? Dạ, linh hồn. Hả? Linh hồn. Đã mình đọc Dominico rồi, okay. Đọc một kinh ông cứ đọc theo tôi được vậy. Okay. À, thưa bác, hôm nay cháu đến lần đầu tiên đến Mỹ, đến chỗ nhân để muốn ghé vào bác để đọc cho bác một lời kinh. Thì mong bác lượng thứ, tại vì cháu với nhân kiếm nãy giờ cũng không ra một phần bác. Gia đình cha và con và thánh thần, amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân cha cả sáng, nước cha chỉ đến, y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ, amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà tan xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, người bên hiếu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau với trời là xuống kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có ở thần thần có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy, amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn đa minh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng, amen. Nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Rồi được xong đấy ha. Ok, con xin chào bác. Chào bác nha. Bác ở trên thiên đàng á thì phù hộ cho nhân, tại vì nhân cũng cần cái sự cầu bầu của Chúa Giêsu cho nhân. Thì nhân cũng cần cái sự cầu bầu của bác, vì nhân cũng có một số cái gút mắt trong tư tưởng, muốn giải tỏa.
đó, những nước mắt đó thì bác đúng là cầu bầu Chúa Giêsu cho nhân được chút bớt những cái gánh nặng tư tưởng trong tinh thần, để tinh thần được có một tinh thần tốt.